Chúa luôn là đấng nhân hậu giàu lòng trắc ẩn. Ngài thương gia ân và thương trầm bất bình luôn. Với mọi lớp người Chúa hằng bao dung nhân ái, muốn loài dựng nên Ngài thương thương xót từ bi. Lạy Thiên Chúa khi Ngài rộng mở tay ban trên thế gian hết thảy muôn vàn thỏa thuê. Ngước trông thương giới muôn loài chờ đợi Chúa Trời vào giờ chia san. Của ăn được Chúa rộng ban, khi nào Chúa Trời nơi rộng đôi tay ban phát, muôn loài thọ sinh lại được ăn uống thỏa thuê. Lạy Thiên Chúa khi Ngài rộng mở tay ban trên thế gian hết thảy muôn vàn thỏa thuê. Chúa luôn là đấng công bình mọi đường lối mình, đầy tình yêu thương trong những việc Chúa biểu dương. Chúa gần gũi người sống đời chuyên chăm kêu khấn, muốn người thành tâm nguyện cầu kêu khấn Ngài luôn. Lạy Thiên Chúa khi Ngài rộng mở tay ban trên thế gian hết thảy muôn vàn thỏa thuê.